Wama ichi cha ma cha ichi yu miu 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 qua da 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 wi di 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 di. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Ok luôn, xin chào tất cả các bạn. Từ tôi chào các bạn thì tôi sẽ cho các bạn xem. Đây là bé mèo nhà tôi các bạn ơi. Đó, đây là bé cà chua nha các bạn nè. Các bạn. Ai! Sao mày đã giúp mất tao? Đó, các bạn thấy đẹp không? Trời ơi, xuất sắc, đẹp như mình luôn các bạn ơi. Ảo tưởng. Đấy, đây là cục cưng như dấu của mình. Nó chứ thả nó xuống các bạn ơi, cho đi dầm dầm trong phòng mình tí đó. Thì ok luôn, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì mình lại là Ruby đây. Ruby đây chứ không phải là Ruby đây nha mấy mẹ. Nhiều người bảo là tại sao chị lúc nào cũng chào là hello xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì mình lại là Ruby đây. Vô văn quá nha, đây là vô văn quá nha các bạn đó. Thì gì tôi quên. Lần nào mà tôi định quay file các bạn là tôi lại quên đi những câu nói của tôi để tôi chuẩn bị nói trong tương lai các bạn đó. Tôi lại quên mất. Tại sao tôi lại có trong cái quân đoàn gì đây? Từ từ các bạn ơi. Tại sao mình lại có trong một cái quân đoàn gì vậy? Từ từ, làm sao để tôi out ra đây ta? Làm sao để tôi out ra cái quân đoàn này đây các bạn? À, đây rồi, mình có thể out được. Hình như là mình để chế độ tự vô quân đoàn hay gì á các bạn. Mình đang vô cái quân đoàn nào đó tôi không biết luôn á các bạn ơi. Đó, ok, đấy, đây là cái ạc phụ của mình nha các bạn. Đó, đây là ạc phụ của mình sẽ đi giao lưu. Tại vì nếu mà mình dùng ạc chính á thì các bạn biết không, mình đi trận á thì rất là nhiều người lại bảo à, hey go team. Đấy, thì tôi lại không thể nào mà kiểu quá là tự nhiên để tôi chơi. Để tôi phải kiểu là tôi hành các bạn đó. Tôi để cái ạc này để không ai biết được các bạn. Thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại với game Free Fire. Thật ra là mình hứa mình sẽ làm siêng năng các bạn. Không là mình nghèo các bạn ơi. Mình nhận ra là mình mà không làm là mình nghèo. Chứ đâu có gì đâu các bạn đó. Ok, và trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay, anh em đừng quên là tham gia vào group Ruby Folly của mình, theo dõi fanpage Ruby và theo dõi Facebook Viện Châu Kiếm Người của mình nha. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chương 1 solo 1v6. Thì bên đây thì cái này thì chắc chắn là tôi không thể nào mà xem được. Để đi coi kia bên kia là rank gì các bạn ơi. Thôi cứ chơi đi nha. Đó, nay tôi mặc bộ đồ khủng long nhìn cho nó oách một miếng. Đấy, hôm nay tôi sẽ thử làm những pha solo 1v6 các bạn ơi. Này, để xem coi nó như thế nào. À, ui ôi, má tóc tím này bắn hay quá vậy má. Ui, cứu bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi, cứu bạn ơi. Tôi chưa bao giờ chơi trong khi nó đứng kế mình nó không cứu. Thôi kệ, cho nó một like các bạn ơi. Không sao, cuộc sống mà. Cuộc sống này nhớ không em, nơi chúng mình gặp nhau ngoài nghĩa địa. Cuộc sống này chẳng lắm gian nan. Rồi xong, đồng đội tôi bây giờ nó chơi tới chọi lụ luôn rồi mấy má ơi. Ok, ui ôi, bà rù laser nè. Có con ra ông này thể hiện trình độ đẳng cấp như thế nào. Không sao các bạn. Ủa, cái này không phải là 1v6 hả các bạn? Cái này là 4. Ê trời, nãy giờ tôi tưởng cái này là 6 người các bạn ơi. Ai ngờ đâu tôi chơi nhầm trận rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái này tôi tưởng là 6 người, ai ngờ là chỉ là 4 người thôi. Ủa, phải chữ. Thôi không sao các bạn ơi, lâu lâu mình nhầm lẫn tí cũng không sao đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ tập trung nha. Mình sẽ chơi luôn cây mini Uzi các bạn ơi. Tại vì mình... mà con á, sợ vậy? Đây. Ok, mình sẽ cầm mini Uzi mà mình công gần thôi các bạn ơi, mình chiến gần thôi. Với cái cuộc sống này thì tôi nói cho các bạn nghe nhá. Cái gì? Một là những người rất là giỏi giang, hai là những người ngu vãi cái đầu. Chẳng hạn như ví dụ đầu tiên cho những người ngu đầu tiên đó chính là tôi. Đây chính là tôi. Khỉ tái vậy còn đây tôi không chơi Free Fire các bạn ơi, nên là tôi bắn gà trở lại rồi. Thôi đùa với anh em thôi. Ok, mình sẽ tập trung nha các bạn. Nãy giờ là mình cứ kiểu nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, không lo nhìn gió, chỉ lo nhìn fan. Nghe nó không lo. Trời ơi, mày bắn gì vậy Gubi? Trời ơi, trầm cảm quá các bạn ơi. Gu ơi. Trời ơi, Gu ơi. À.
Cái này là mình lần đầu tiên mình cảm thấy trầm cảm về kỹ năng của chính mình luôn các bạn ơi. Sao mà nó quê quá vậy ta? Mình cảm thấy mình bắt đầu có cái sự quê nhẹ ở đây rồi các bạn. Ok nha, thôi mình xin lỗi các bạn, bây giờ mình sẽ tập trung các bạn nha. Đấy, mình sẽ không kiểu đú đa đú đỡn. Mình cay rồi, mình bắt đầu quạo rồi nha, quạo rồi nha. Sợ quá, sợ quá. Làm sao làm coi được nha, mấy con địch này. Đây tao quạo rồi nha, đừng chọc tao nha. Nè, một phát là đi luôn nè các bạn, nhìn kỹ lần duy nhất nha, nhìn kỹ lần duy nhất nha, nó sợ không chó. Quạo rồi nha. Ủa đâu rồi? Sợ mấy đứa này nó nhát gan quá các bạn, không có nào dám gặp tôi cả. À. Mày. Mày hả bưởi? Ồ nó chưa đi các bạn ơi. Trời ơi Ruby ơi, mày báo quá Ruby ơi, Ruby ơi. Ok rồi, mình sẽ kéo tâm nha các bạn ơi. Ok. Với cái kỹ năng mà hượng hừa của tôi ấy, không ai có thể nào mà vượt qua cái kỹ năng mà bắn phải nói là siêu cấp Zipper Go của tôi, các bạn hiểu không? Thế à? Nhưng mà không thấy địch để kéo tâm. Trong khi mà mình chưa chơi thì đồng đội mình đã chơi hết rồi các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, một phát là ngay đầu liền luôn. Đấy, do cái tập của tôi là hay toàn ngồi là lia đầu đỏ lên là hơi khó các bạn. Gì vậy? Sao mày nhây quá vậy? Trời ơi, mình quên mất. Trời ơi, vốn phần gian sơn. Mình giật mình các bạn ơi, giật mình luôn á, giật mình luôn hề. Mày hả bưởi, đi luôn một phát mày mày dám mè không? Với kỹ năng mà phải là mồm điêu bách phát bách trúng phải không? Lâu lâu bắn được vậy thôi chứ thực ra mình bắn dở lắm các bạn. Đúng đúng. Ok, mình cứ từ từ và chờ đợi là hạnh phúc nha các bạn. Chờ đợi là thật. Rồi tôi cũng đủ hiểu rồi đó. Một thằng. Ôi trời ơi. Xui. Cái này là xui nha, không phải là mình chơi gà nha. Ok. Một giờ sáng các bạn, tôi không thể nào mà trầm cảm với cái sự bắn siêu ngu của tôi được. Nhưng mà thôi, lần này là mình sẽ cố gắng nha các bạn. Chay hết nha các bạn ơi. Đấy, không sợ bố con nào, chỉ sợ mẹ thôi. À, từ từ. Nhóc rồi các bạn, từ từ đây mình ke đầu nè. Một. Sao tôi bắn kỹ ta? Ai mà biết được. Bắn gì cô Bỉ? Từ từ, chị cô Bỉ, từ từ, chị cô Bỉ ơi. Chị cô Bỉ hấp tấp là chị cô Bỉ chết rồi, chị cô Bỉ ơi, từ từ. Á á. Một thằng ở đây nào, thằng này nào, thằng này nào, thằng. Một. Á, team up cái quần què. Đi luôn. Thấy các bạn không, tuy là bản thân mình mầm điêu, mình gáy, mình chơi dư, mình chơi ngu, nhưng không sao, đồng đội mình gánh. Có thấy chịu rồi chứ, biết sao giờ. Rồi từ từ, đây tôi đi theo anh chàng áo xanh này luôn nha các bạn. Đấy, anh chàng mặc đồ của BTS này nè. À, một đứa trên nhà L này nè, một đứa trên nhà L, ngon. Từ từ, đây một tụi nó bên kia hết rồi, nhưng mà tôi chỉ cầm cái cây này, tôi chỉ bắn gần thôi các bạn ơi. Tôi không bắn xa được. À, nó đang... À, mày ngon mày bắn tôi đi. Bắn tôi đi, mày tới số đó con. Ôi trời ơi. À mày. Ôi trời ơi. Là mày. Ôi trời ơi. Chị Quỳnh, Quỳnh làm bắn, Quỳnh bắn cái quần què gì vậy Quỳnh? Không thể tin nổi. Này thì múa mai quay cuồng. Đúng là một tuần không chơi mình trầm cảm với các bạn ơi. Trời ơi, nghe có vẻ lâm ly bi đát nhỉ. Nhưng mà không sao. Có chỉ thì nên. Có nên thì chỉ. Đi từ từ. Em mình ra ngoài để tôi tìm địch cai. Chưa chi ngu nhiều tí là ngu rất nhiều luôn các bạn, rất là ngu luôn. Rồi qua mình sẽ đến đây mình ke cái thằng nào lên. À tụi nó đều lên hết luôn các bạn ơi, chứ không phải là thằng lên. À đây có người. Mày hả bưởi. Trời ơi, một phát là đi luôn các bạn.
từ chạy cắt cái quần chạy. Rồi các bạn ơi, có đứa ngoài đây nữa. À đây rồi, tôi thấy. Các bạn ơi, các bạn hiểu chưa? Bắn là phải như vậy. Ok. Ai đây rồi, từ. À, tụi nó đằng kia mấy thằng bên team kia nó bắn cũng ghê gớm đấy các bạn, bắn cũng ghê đấy. Có đứa ở dưới kia rồi, có cái thằng nó áo trắng nó đang ui giời ơi, đồng đội tôi ngẫm lên kia rồi anh em. Mày! À, tôi biết ngay có một thằng kia mà. Đấy, trời ơi, sợ mày quá cơ. Ông sợ mày quá cơ. Mà hết keo rồi nên là bây giờ mình sợ là đúng rồi đó các bạn ơi. Trời ơi. Bây giờ tôi phải tìm cách. Ôi dồi. Ôi dồi. Còn hai đứa các bạn. Đấy, tôi biết ngay, mình biết ngay đó đó mà. Ủa sao nó ra bo chết ta? Ủa gì hảo vậy? Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi. À nó thấy còn hai đứa chắc khó chơi các bạn. Nói là ra bo đi luôn các bạn ơi. Trời ảo ma thật sự luôn ba ơi. Mình đã quyết định là mình sẽ mua thêm cái hồi phục các bạn ơi. Vì mình biết chắc chắn là mình sẽ ngẫm củ tỏi đấy. Nên là thôi mình cứ mua cho chắc ăn các bạn đấy. À đây có người nè, đây có người nè. Đây mình vô mình phụ đồng đội mình anh em. Trời ơi. Trời ơi. Ở đây. Mày hả bưởi đi luôn. Trời ơi, vua súng sạc. Bà chùm súng sạc luôn anh ơi, anh em ơi. Rồi đi phát ngủm luôn nha, xin nha. Ok luôn, quá ngon luôn các bạn. Rồi rồi, tôi xem coi còn một đứa cuối cùng anh là nó đang trốn ở đâu. Tôi chơi một phát là đi luôn à. Hề súng sạc nó quá vãi chưởng luôn các bạn. Trời ơi. Ảo thực sự luôn với ông đã nói là bây giờ ôi cây súng sạc tôi hít rồi, tôi bắt đầu hít cây súng sạc này các bạn ơi. Đấy thì ok anh em ơi, chắc là mình xin kết thúc video tại đây. Nếu video này hay giúp like share và những cái nhỏ này theo dõi kênh của mình như bây giờ thì bye bye anh em nhé.